Chào mừng các bạn quay trở lại với Em Invest, mình là Minh. Và như ở trong cái phần intro đầu tiên của video này thì các bạn đã thấy một cái thực tế khi các bạn học rất là nhiều về cái mô hình giá, và đặc biệt là những bạn theo trường phái Price Action, chúng ta có thấy rất nhiều những video, rất nhiều những bài học về những cái mô hình giá khác nhau. Tuy nhiên khi mà chúng ta áp dụng, chúng ta sẽ đâu đó chúng ta bị dối này, chúng ta bị hơi bị kiểu lan man một chút vì chúng ta không biết phải áp dụng cái mô hình giá nào. Và ở trong cái video ngày hôm nay nó về câu chuyện của mình, và thực ra nó một cái điều mình rất là may mắn khi mình có đi tìm kiếm những cái dữ liệu và những cái thông tin về những cái mô hình giá nâng cao hơn của những cái mô hình giá hiện tại, thì mình bắt gặp được mô hình giá nó có một cái độ chính xác rất là cao ở trong cái thời điểm mà mình có sử dụng và mình có nghiên cứu ở trong thời điểm gần đây. Thì cái mô hình giá đấy là mô hình giá Quasimodo, và đây là một cái mô hình giá nâng cao hơn của những cái mô hình giá cũ nhé. Mình nhắc lại, với mô hình giá nâng cao hơn với cái mức độ chính xác nó cao hơn. Và ở trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ lại với các bạn nội dung cụ thể của mô hình giá Quasimodo đó và cái kết quả mình đã thực hiện được ở trên những nghiên cứu của mình, và mình rất là hy vọng là các bạn có thể là áp dụng thử cái này vào trong những cái phân tích, trong những cái nhận định của các bạn. Và nếu các bạn có bất cứ cái góp ý gì thì mình rất là vui lòng để lắng nghe những cái góp ý đó để chúng ta hoàn thiện thêm về cách sử dụng của mô hình giá này, bởi vì mình đã áp dụng vào vàng này, mình áp dụng vào tiền, và mình áp dụng vào những cái loại hàng hóa khác, và kết quả thực sự nó không phải là một kết quả tệ. Các bạn hãy tin mình và các bạn hãy xem cùng với mình ở phần tiếp sau của video này nhé. Vậy thì tại sao chúng ta lại gọi một cái tên gọi như thế cho cái mô hình này? Thì với cái tên Quasimodo này, đây là một cái nhân vật hư cấu và một nhân vật chính trong một cái tiểu thuyết rất nổi tiếng ở trên thế giới. Đây chính là tiểu thuyết Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà của nhà văn nổi tiếng Victor Hugo. Và đây chính là hình ảnh Quasimodo trong cuốn tiểu thuyết đó. Các bạn có thể thấy rằng nhân vật này có một đặc điểm khá là nổi bật và rất dễ là để nhận diện thấy. Đây chính là một bên vai cao hơn, còn một bên vai lại thấp hơn cái bên vai còn lại. Đặc điểm này khá là giống với mô hình, chính vì thế người đã đặt tên cho mô hình này với cái tên gọi là Quasimodo. Và đây là một cái tên mình thấy khá là dễ nhớ, bởi chúng ta đọc cái tên này chúng ta có thể hình tượng ngay đến cái việc là cái mô hình giá đó nó sẽ có một cái hình thù như thế nào ở trong thực tế. Các bạn có thể thấy ở trên màn hình, đây là hai mô hình Quasimodo tăng và Quasimodo giảm. Đối với mô hình Quasimodo tăng thì chúng ta sẽ thấy là nó hơi giống với cái mô hình vai đầu vai một chút. Và cái mô hình này được bắt đầu từ xu thế tăng với các cái đỉnh và các cái đáy cao dần. Tuy nhiên thì ngay sau đó nó có một con sóng giảm mạnh phá qua vùng hỗ trợ và tạo thành một cái vùng đáy thấp hơn ở trong thời điểm đó. Lúc này thì xu hướng đã chuyển từ xu hướng tăng thành xu hướng giảm. Và cuối cùng giá nó sẽ hồi lên, sau đó giá nó sẽ sập xuống theo cái xu hướng chính mới được hình thành, đấy chính là xu hướng giảm. Còn đối với mô hình Quasimodo ở trong cái xu thế giảm thì chúng ta sẽ có những mô tả nó ngược lại với xu thế tăng. Mô hình nó sẽ bắt đầu từ một xu thế giảm với các cái đỉnh và những cái đáy thấp dần như các bạn đã thấy ở đây. Sau đó có một con sóng tăng mạnh phá qua khu vực kháng cự ở khu vực này. Lúc này thì xu thế nó chuyển từ xu hướng giảm thành xu hướng tăng, và tiếp theo là một con sóng hồi về. Cuối cùng là tăng mạnh theo cái xu thế mới được hình thành ở trong thời điểm hiện tại. Về cơ bản thì Quasimodo là một cái mô hình có thể giúp cho các bạn phát hiện được những cú đảo chiều từ tăng thành giảm và ngược lại từ giảm thành tăng. Và hiển nhiên nó sẽ giúp chúng ta trong một công việc rất là tốt ở trong cái thời điểm này. Đây chính là chúng ta có thể bắt được những cái khu vực đỉnh và những khu vực đáy, những cái nhịp mà từ đó giá có thể nó sẽ khả năng nó sẽ đảo chiều. Và chính vì những cái ý tưởng đó thì mình rất là quan tâm đến cái mô hình này, và mình thực hiện backtest, mình đã thực hiện sử dụng mô hình này rất là nhiều lần rồi. Và mình nhận thấy rằng cái tỷ lệ xác suất mà nó xảy ra nó đúng, nó tương đối là cao. Và hơn thế nữa, nó có thể là có những cái việc là các bạn có thể gồng giá được ở trong dài hạn. Có nghĩa là các bạn có thể ăn được những cái nhịp mà số pip nó dài. Đây là một điều mà mình đã kiểm nghiệm và mình đã có ở trong cái lịch sử giao dịch của mình. Vậy thì cách mà chúng ta sử dụng cái mô hình này làm như thế nào cho nó hiệu quả và làm như thế nào để nó có tác dụng nhiều nhất thì mình sẽ chia sẻ với các bạn tiếp những cái ý tưởng của chúng ta khi có chúng ta có một cái setup để chúng ta mua và chúng ta có một cái setup để chúng ta vào một cái lệnh chúng ta bán. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu với một mô hình Quasimodo trong xu thế tăng thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Chúng ta sẽ vào lệnh khi mà giá nó hồi về ngang với khu vực đỉnh ở vùng vai bên trái như các bạn thấy ở đây. Stop loss thì nó sẽ đặt ở trên vùng đỉnh cao nhất.
Còn đối với take profit thì các bạn có thể đặt theo hai cách. Và cái cách đầu tiên đấy chính là một vùng đáy cũ ngay tại cái khu vực này. Hai là các bạn có thể tìm những vùng hỗ trợ quan trọng ở xa hơn để chúng ta có nhiều lợi nhuận hơn. Và đây là một mô hình đảo chiều bắt đỉnh bắt đáy, nên việc chúng ta ăn những con sóng dài nó sẽ rất rất là hợp lý. Nếu ở đây cái ý tưởng các bạn chưa rõ thì chúng ta sẽ vào đến cái phần thực hành ở trong phần sau. Nhưng trước đó thì mình sẽ phải nói với các bạn, đấy là mô hình Quasimodo trong xu thế giảm chúng ta sẽ làm như thế nào. Và hiển nhiên chúng ta sẽ làm một điều, chúng ta sẽ làm ngược lại với xu thế tăng. Đó, chúng ta sẽ vào lệnh tại vùng vai bên trái. Stop loss chúng ta sẽ đặt ở dưới khu vực đáy thấp nhất. Và take profit chúng ta đặt tại vùng đỉnh hoặc những cái vùng kháng cự quan trọng mà các bạn có thể tìm được. Và đó là cái phương pháp để chúng ta có thể nhận ra những cái điểm buy và những cái điểm sell ở trong cái mô hình này. Và chúng ta sẽ áp dụng những mô hình này vào trong thực tế như thế nào thì mình sẽ đi cùng với mọi người qua những cái mô hình thực tế sau đây. Đây là cái trường hợp đầu tiên mình sẽ đưa ra cho các bạn. Mình sẽ đưa ra cái diễn biến trước và mình sẽ đưa ra cái kết luận cho các bạn sau để các bạn hiểu rõ hơn về cái mô hình này. Như các bạn đã thấy ở trên biểu đồ là tại cặp GU khung thời gian là M15. Đây sẽ chứng minh cho các bạn thấy nó áp dụng được cho tiền và áp dụng trong những khung thời gian ngắn. Và mình thấy rằng ở đây chúng ta đang có một cái xu hướng giảm khi mà giá nó đang có một cái cây nến nó phá qua vùng hỗ trợ và nó tạo thành những khu vực đỉnh thấp dần và những khu vực đáy thấp dần. Thế nhưng sau đó nó lại có một con sóng tăng mạnh phá qua cái khu vực kháng cự ở đây. Thì lúc này mình thấy là xu hướng mới nhiều khả năng nó đã đảo chiều, nó không còn là một xu hướng giảm ở cái xu hướng trước nữa mà nó đổi chiều thành một xu hướng tăng ở trong ngắn hạn. Chính vì vậy nên là mình đã nghĩ ngay đến cái mô hình Quasimodo ở đây với khả năng nó sẽ hình thành khi mà cái khu vực đỉnh mới ở đây nó đã cao hơn cái khu vực đỉnh cũ ở bên cái khu vực này, tức là cái khu vực vai ở bên phải nó cao hơn một chút so với cái khu vực bên trái. Vậy nên thì mình sẽ chờ đợi giá nó xuống lại cái vùng vai bên phải, mình sẽ set up một cái điểm vào lệnh của mình ở đây. Ngay sau đó thì như các bạn đã thấy, giá nó hồi lại đúng theo nhận định của mình và mình đã vào lệnh mua tại khu vực này, stop loss tại khu vực đáy cũ. TP thì mình đặt tại khu vực đỉnh này và các bạn hãy theo dõi cùng mình với cái hành vi của giá nhé. Sau đó thì giá nó hồi lên đúng nhận định của mình và đã chạm mức take profit. Tuy nhiên như mình đã nói ban đầu thì đây là mô hình đảo chiều xu hướng, thế nên là mình nghĩ rằng xu thế tăng nó sẽ vẫn còn tiếp tục ở trong thời gian tới. Vì thế nên mình đối với lệnh này thì mình sẽ chỉ chốt một cái phần lợi nhuận của mình thôi và còn lại mình sẽ rời stop loss về entry và gồng tiếp cái lệnh này. Và các bạn hãy thì cùng mình theo dõi hành vi của giá nó sẽ như thế nào. Ngay sau đó như các bạn đã thấy, giá nó bật lên rất rất là mạnh. Và đây là cái điều đầu tiên mình muốn chứng minh cho các bạn, nó áp dụng được ở trong khung thời gian ngắn. Tuy nhiên khi mà các bạn khớp được cái lệnh với đúng như những cái dự đoán cũng như những cái mô hình của chúng ta đưa ra thì khả năng là ở trong khung thời gian ngắn nhưng mà giá nó chạy vẫn được rất rất là dài. Vậy nên các bạn có thể chốt lại từng phần và sau đó bạn đưa stop loss về entry và bạn sẽ gồng dài cho cái lệnh này. Và cái điều mình muốn nhận xét cái mô hình đầu tiên đấy là các bạn sẽ để ý, đấy là cái mô hình này nó có cái sự nó tạo ra cái khu vực vùng đầu, cái vùng mà thấp hơn cái vùng vai, cái đoạn thấp hơn không phải là đoạn thấp hơn nó xa quá, thì mình sẽ tạm gọi đây những mô hình Quasimodo nó chưa rõ ràng cho các bạn, nhưng bù lại nó sẽ có cái ưu điểm đấy, cái điểm stop loss các bạn nó sẽ đặt được gần hơn. Và đây sẽ là một cái điều các bạn sẽ cần lưu ý đầu tiên. Lát nữa mình sẽ càng nói chi tiết hơn và sẽ càng nói cụ thể cho các bạn hơn ở trong những ví dụ sau. Ở đây thì như mình đã thấy, có một cái mô hình Quasimodo có vẻ khả năng nó sẽ xuất hiện khi mà có một cái xu hướng giảm tại khu vực này. Sau đó có một con sóng tăng khá là mạnh và nó một lần nữa phá qua khu vực kháng cự vừa mới được hình thành. Chính vì thế nên mình sẽ đặt một cái lệnh mua tại khu vực này, khu vực mà vai phải mới nó bằng với khu vực vai trái. Và stop loss tại khu vực đáy cũ và TP tại khu vực vùng đỉnh. Và các bạn hãy theo dõi cùng mình kết quả xem giá nó sẽ đi như thế nào nhé. Ngay sau đó thì giá đã hồi lên đúng theo những gì mình nhận định và giá đạt được take profit. Và nó thực sự rất là tôn trọng cái mô hình đó và giá nó chạy theo cái mô hình đó, nó khá là chuẩn xác. Và ở trong cái ví dụ thứ hai này thì mình sẽ có một cái nhận định, đấy là đây là một mô hình Quasimodo nó rõ ràng hơn, bởi vì các bạn sẽ thấy khu vực vùng đầu này nó cách khá là xa so với khu vực hai cái vùng vai ở trên. Và các bạn sẽ thấy khi mà cái mô hình nó trở nên nó sẽ rõ ràng hơn thì chúng ta sẽ có những cái điểm stop loss thì chúng ta sẽ xa hơn một chút. Đây sẽ là một cái rủi ro khi mà mô hình nó rõ ràng hơn thì cái mức độ rủi ro sẽ cao hơn. Và đấy là những cái nhận xét và để sau này mình sẽ chỉ cho mọi người cách để chúng ta khắc phục những cái vấn đề đó. Nghe đây các bạn sẽ thấy là cái mô hình này có vẻ như nó sử dụng rất là dễ với tỷ lệ chiến thắng nó rất là cao. Đúng,
Nhưng mà mình sẽ đưa cho các bạn những cái trường hợp mà bị fail nữa, và mình sẽ giải thích cho các bạn tại sao những cái trường hợp đó nó bị thua. Bởi vì mình muốn thực sự Eminvest nó là một cái nơi nó chia sẻ kiến thức nó khác với những cái nơi khác. Nếu những cái hệ thống giao dịch nào nó có những cái lỗ hổng thì mình sẽ chỉ ra cho các bạn những cái lỗ hổng đó và cách bạn khắc phục những cái lỗ hổng đó. Chứ mình không muốn là đưa ra một chiến lược mà có thể các bạn sẽ thấy ở rất rất nhiều nơi họ chỉ đưa ra những tình huống là nó thắng. Nó rất là đơn giản, để đôi khi chúng ta bị quá là tự tin và chúng ta quá là tin tưởng vào cái hệ thống giao dịch đó. Mà đến khi nó có một case, nó có một trường hợp nó bị fail thì các bạn lại trở tay không kịp, thì như vậy nó rất là tệ. Mình không muốn điều đó nó xảy ra. Đến với cái trường hợp này thì các bạn sẽ thấy một vấn đề, đấy chính là mình sẽ phân tích cho các bạn như sau. Các bạn có thể thấy rằng cái xu thế hiện tại ở đây đang là một xu thế tăng, khi mà nó đang tạo ra những khu vực đỉnh cao dần và những cái đáy ở đây nó cao dần. Tiếp tục sau đó thì giá nó đã phá qua cái vùng hỗ trợ mới được hình thành tại đây. Lúc này thì mình nhận định rằng xu thế nó đã chuyển từ tăng thành giảm. Và sau đó mình đã đặt một cái lệnh sell limit tại cái vùng mà bằng với cái vùng vai trái, stop loss ở trên vùng đỉnh. Và các bạn hãy cùng mình theo dõi kết quả của cái lệnh này. Sau khi khớp được entry của mình thì giá nó đi lên chạm entry của mình, và lệnh này nó đã được một chút màu xanh. Và lúc này mình khá là tự tin lệnh này của mình nó sẽ như thường lệ thôi, nó sẽ đạt được cái table fit. Thế nhưng mà ngay sau đó, như các bạn đã thấy, giá nó lại không đi đúng theo những cái gì mình nghĩ mà quay đầu đi ngược trở lại và chạm vào stop loss của mình. Lúc này thì mình cảm giác khá là khó chịu khi mà gặp phải một cái lệnh thua lỗ. Tuy nhiên thì việc chúng ta cần làm ở thời điểm này, đấy không phải là cái việc chúng ta quay trở lại, chúng ta trả thù thị trường bằng cách là chúng ta nhồi lệnh, bằng chúng ta mở những cái lệnh mới, mà chúng ta phải tìm hiểu xem cái lý do tại sao chúng ta áp dụng đúng cái mô hình đó nhưng mà chúng ta lại vẫn bị thua. Ở đây mình sẽ giải thích cho các bạn nhé. Các bạn sẽ thấy rằng cái mô hình Quasimodo ở đây nó xuất hiện, tuy nhiên cái điều kiện thị trường lại không hề ủng hộ cho cái xu hướng giảm. Khi các bạn zoom rộng biểu đồ ra một chút thì các bạn sẽ thấy rằng giá nó đang chạm vào cái vùng hỗ trợ quan trọng. Và ở đây giá nó phản ứng khá là mạnh tại cái vùng này khi mà liên tục xuất hiện những cây nến xanh với cái phần thân nến rất là dài. Với một cái động lượng mạnh như thế này thì khả năng giá giảm sẽ khá là khó, và việc mình đặt lệnh sell ở đây thì nó không phải là một cái ý tưởng tốt, và đây không phải một cái trường hợp là hợp lý để mở một cái lệnh sell. Và vì lực mua quá là mạnh như thế nên phe bán hiển nhiên nó sẽ không lấn át được cái phe mua, và cái mô hình của Quasimodo này nó không thể đảo chiều được cái xu hướng đó, và hiển nhiên trong cái trường hợp này mô hình đã bị thất bại. Và đấy là cái lời khuyên của mình dành cho các bạn khi các bạn cần phải hiểu được cái xu hướng ở trong thời điểm hiện tại, xu hướng chính là xu hướng gì, tin tức ở trong thời điểm hiện tại nó là cái tin tức gì. Và nhớ giúp mình một điều nữa, đấy là các bạn cần phải có đủ những kiến thức nền tảng, ví dụ như về cấu trúc thị trường, ví dụ như về hỗ trợ kháng cự, ví dụ như về trendline, hoặc là các bạn có thể đọc tốt những cái nến thì các bạn nên chuẩn bị những kiến thức đó trước một cách nó chắc chắn. Thì không có một cái mô hình nào nó có thể giúp cho các bạn đúng 100% trong tất cả những cái tình huống nếu các bạn không có những kiến thức các bạn bổ trợ. Nếu các bạn chưa xem lại những cái video đó của mình về những cái kiến thức cơ bản thì các bạn hãy bắt đầu lại về cái chuỗi series là Forex nhập môn. Và cái chuỗi series đó mình tin chắc sẽ giúp ích được cho các bạn rất rất là nhiều. Mặc dù đây là một mô hình có tỷ lệ đúng rất là cao, nhưng mình rất là mong, như mình đã nói, các bạn hãy áp dụng cái này vào trong quá trình phân tích, quá trình nhận định thực tế của các bạn. Nhưng trước hết các bạn hãy làm một cái điều giúp mình, các bạn hãy backtest ở trong quá khứ với nhiều cặp tiền, với nhiều loại hàng hóa, với nhiều khung thời gian để xem được là nó có những cái biến chuyển như thế nào, nó có những cái cách nó vận động của thị trường như thế nào trước khi chúng ta đem vào trong thực tế. Và mình rất là hy vọng những kiến thức mà mình đi học tập được ở những nơi khác từ những trader nổi tiếng, sau đó mình về mình có thực hành lại và mình có nâng cấp, mình có cải tiến và mình có đưa ra thêm những cái nhận định của mình, thì những cái điều này nó sẽ là một kênh để giúp cho mình chia sẻ kiến thức và giúp chúng ta hoàn thiện kiến thức của tất cả những cái bạn trader ở Việt Nam và trên thế giới. Và rất là hy vọng một lần nữa các bạn thể đóng góp thêm ý kiến để các bạn sử dụng cái mô hình Quasimodo một cách nó hiệu quả hơn. Rất là hy vọng cái điều đó xảy ra. Và cảm ơn các bạn luôn dành thời gian để theo dõi Eminvest. Và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào.